Xin chào tất cả các bạn. Và trong clip lần này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách để có thể swap đồng BNB hoặc USDT sang GSIP sử dụng công cụ swap của Binance Smart Chain. Vậy nên bước đầu tiên, chúng ta sẽ vào trong web swap.bscx. Sau đó, chúng ta sẽ connect với ví EasyDeFi của chúng ta để tiếp tục. Sau đó, hãy chắc chắn rằng bạn kết nối sử dụng địa chỉ ví mà mình đang lưu đồng BNB hoặc USDT để sử dụng cho việc swap. Sau đó, hãy nhập số GSIP mà các bạn muốn swap và ấn tiếp tục. Kiểm tra các chi tiết về thông tin giao dịch của bạn, sau đó ấn Accept và đợi giao dịch được hoàn thành. Sau bước này, giao dịch của bạn đã được hoàn tất và bạn có thể kiểm tra địa chỉ giao dịch của mình bằng cách ấn vào link để xem confirmation trên web của Binance Smart Chain.